Xin chào quý vị các bạn, hôm nay Di động Cao cấp.vn giới thiệu các bạn chân sạc thay chân sạc của Sony Z1 Compact. Đó, đây là chân sạc của Sony Z1 Compact. Khi quý hàng gặp các sự cố liên quan đến chân sạc như là gãy chân sạc, hỏng chân sạc, không sạc được, chân sạc chập chờn cũng được cũng không, quý hàng vui lòng qua địa chỉ của Di động Cao cấp.vn để được thay chân sạc mới chính hãng với giá cực kỳ hấp dẫn. Mọi thông tin về sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ đường dây nóng của Di động Cao cấp.vn 0466750999 để tư vấn và hỗ trợ thay chân sạc mới chính hãng 100%. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video.